chị Mạnh Hảo ạ. Em tên là Ngân Nhỏ, chúc anh chị Phương Chu Bắc ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống ạ. Và ngày hôm nay thì em xin đập hộp, đây là quy một của lô vàng công ty 610 anh em á chị nha. Gần tới ngày lễ là gần ngày Tết rồi, nên là em mời anh chị tới ghé tiệm em nha. Tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị yêu của em nha. Em về rất là nhiều luôn, sẽ đập hộp một lô khủng cho anh chị nha. Thì là lô khủng này em về là dành cho những ngày lễ và là dành cho ngày Tết luôn. Nên là em mời anh chị ghé tiệm bên em nha. Thì chỉ một lần nha mấy chị yêu của em nha. Để sắm nữ trang đặc và lạ để cho bản thân về của mình nha mấy anh chị. Bên em có bán hàng trên online luôn nha mấy chị nha. Ngày nào bên em cũng lên online cho mấy chị luôn. Sáng rồi tối luôn nha mấy chị nha. Hồi 9 giờ sáng và 18 giờ tối nha mấy chị. Nên là em mời anh chị đón xem live nha. Để săn những sản phẩm đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi sẽ đập hộp cho mấy chị nha, đẹp lắm. Em đập hộp từ từ cho mấy yêu của em nha. Đây mấy chị, về rất là nhiều luôn mấy chị nè. Nha, lô dòng em bé nha. Một lô khủng, một lô dòng em bé luôn. Rồi một cái lô dòng bi nha mấy chị nè. Một lô dòng bi nha. Rồi một lô lắc nam nữa mấy chị nè, đúc đặc tiệu luôn nè mấy chị, quá trời đẹp xuất sắc luôn mấy chị nè. Nhiều lắm nè mấy chị. Mấy chị nhớ vô đón xem nha, ghé tụi em mấy chị nha. Đồ em bé nha, những em bé vừa hơn 200 chiếc nha. Rồi bông em về hơn 200 đôi nha mấy chị nha. Rồi một cái lô dây dành cho dây nam nha mấy chị nha. Dây chỉ công, dây bồng này mấy chị yêu của em này, dây lắm nhiều luôn mấy chị. Em về lô hàng này rất là khủng luôn nha mấy chị yêu của em nha. Mấy chị xem được cái video này cho em xin một cái hình trái tim là một cái lượt chia sẻ nha mấy chị. Rồi tiếp tục nha. Đây là quy một cái bịch nhẫn. Đây là một cái bịch lô dây mấy chị nè. Dây nam nha, đúc đặc kẹo có dây bồng luôn. Rồi em có về thêm mấy mẫu này lắc nam nè, lắc hàng rào nam nha mấy chị nha. Về hơn là 100 lắc luôn mấy chị nè. Rồi nhẫn nam nữa nha. Đây đồ mấy nam em cũng có luôn. Rồi mặt nữa nha mấy chị nha, mặt về hơn khoảng tầm có là 500 cái, 600 cái nè. Rồi nhẫn kim tiền đeo tài lộc cho những ngày Tết cho mấy anh chị đeo nha. Rồi em có về thêm mấy mẫu lô lắc mấy chị nè, lô lắc này rồi lắc em về đầy đủ luôn, lắc nữ lắc nam đầy đủ cho mấy chị yêu của em luôn, cho mấy anh nam của em luôn nha. Như ghé tiệm em nha. Rồi một lô lắc dây, lô lắc lô dây luôn mấy chị nha, đầy đủ nha. Đầy đủ kiểu hơn 200 dây mỏng mấy chị nha, hơn 500 dây nam. Đây, trời ơi, cục nào cục nấy nó nặng lắm mấy chị. Rất là nặng luôn mấy chị nha, em sẽ đập hộp lô khủng cho mấy thằng yêu của em nè. Đây, bông tai nha. Rồi, về thêm mấy mẫu mấy chị nè. Dây nè mấy chị, công ty mới vừa đem xuống hàng là em đập hộp liền cho mấy chị yêu của em luôn. Rồi, mấy mẫu nhẫn nam nè, đây, nhẫn nam hơn 300 chiếc. Nhẫn nam hơn 300 chiếc, đúc đặc kẹo cỏ, có bọng luôn nha mấy chị. Rồi, đây, tiếp tục nha, lô dây, trời ơi, đẹp lắm mấy chị, nhẫn nam luôn nha. Nhẫn nam rồi em mấy anh nam ghé tiệm em này nha, đồ nam về bao la luôn. Rồi một cái hộp, trời ơi nó đẹp quá mấy chị. Lô tiền nha, lô tiền này đủ tiền luôn mấy chị nè, dòng có luôn, trời ơi xuất sắc mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy chị, đẹp chưa mấy chị, trời ơi vàng ở đây với chị ơi, xin cho mấy chị. Mấy chị nhớ xem like cho em xin một cái lượt chia sẻ là hình trái tim nha mấy chị nha. Trời ơi, có sợi dây em đang đeo cái mẫu mới về luôn nè mấy chị, một cái sợi dây xoắn lá mấy chị nha, rất đẹp luôn. Dây em đang đeo có trọng lượng có nằm cỡ là 5 lượng 3, 5 lượng 4 một dây nha mấy chị. Đeo như thế này luôn nha mấy chị, rất là đẹp luôn mấy chị nè. Bông em đang đeo có nằm cỡ là 1 chỉ 2, 1 chỉ 3, 1 đôi nha mấy chị nha. Đây, bông nửa hoàng luôn mấy chị. Rồi một cái dòng bi mấy chị nè, 12, 13 lên luôn nha mấy chị nha, xi 3 màu. Dòng này là em có trọng lượng phải nằm cỡ là 4 lượng 2 gần 4 lượng 3 một dòng nha. Rồi một cái nhẫn hoa, một cái nhẫn hoa này là 8 chỉ rưỡi gần 8 chỉ 6 nha mấy chị nha. Nhẫn yêu xe lồng loại foam nhẫn to này mấy chị yêu của em. Nhẫn này là 6 chỉ rưỡi gần 6 chỉ 6 nha. Còn cái dòng bảng đây, một cái dòng bảng giết giác mấy chị nè, cao phải nằm cỡ là 8 phân 9 phân nha mấy chị nha. Bên em có rất là khắp nhiều chữ luôn, tài phát lộc thương hiệu cũng có luôn nha. Dòng này dòng ống mấy chị nha, 10 phân 2 lượng 1 gần 2 lượng 2 một dòng như này, đầy đủ các sunny luôn nha mấy chị yêu của em nha. Đấy mấy chị, thích cái mẫu này cứ thùm lại giúp em mấy chị nha. Rồi em sẽ đập hộp từng lô cho mấy chị yêu của em xem nè. Đây, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp. Dạ em đổ ra cho mấy chị xem nha. Đây là một cái lô dây nam, lô dây nam này em về đúc đặc kẹo cho mấy chị. Đây, trời ơi nó nặng quá mấy chị ơi, trời ơi xinh lắm mấy chị nha. Mấy chị nhớ ghé tiệm em nha, 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em về một cái loại dây đúc đặc kẹo, đây là một cái loại dây còn gọi là một loại dây mình rồng nha mấy chị nha, một loại dây mình rồng. Cái này là mới vừa về tem luôn nha mấy chị nha, chưa có nhập ra tem luôn. Một dây là một dây phải tầm cỡ là 6 chỉ, một lượng, 2 lượng, 3 lượng cũng có đầy đủ luôn mấy chị nha. Chiều dài đầy đủ 4 tấc rưỡi, 6 tấc nha mấy chị, 5 tấc cũng có luôn nha. Rồi tiếp tục em có về thêm nè mấy chị nè. Trời ơi cái lô dây xuất sắc luôn mấy chị ơi, trời ơi nó xuất sắc gì đâu luôn mấy chị. Lô dây mấy chị nè, một cái lô là loại dây xích mấy chị nha, lô dây xích không nè, rồi có dây xích ống rồng, có dây xích hút luôn mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Dây này là có trọng lượng có nằm cỡ là 1 lượng tới 2 lượng một dây.
một lượng tới hai lượng một giây nha mấy chị nha, quá xuất sắc luôn mấy chị. Trời ơi đẹp chưa, đẹp chưa mấy chị, đẹp chưa, trời ơi em đeo cậu hay là để em đeo vô giùm này cho mấy chị xem luôn nha. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị của em ơi. Rồi tiếp tục nha, em đặt thêm một cái lô hộp này mấy này mấy chị nè, để em gỡ hai nhẫn ra để em đeo lên cho mấy chị xem, xuất sắc luôn. Đây mấy chị, một lô lắc nam, một lô lắc nam nha mấy chị yêu của em, một lô lắc nam đây. Wow trời ơi đẹp, đẹp xỉu mấy chị ơi, đẹp xỉu luôn. Lắc này mấy chị yêu của em nè, lắc là lắc có thương hiệu nha, lắc thương hiệu Huyền Đen mấy chị nha. Hình người nè, rồi em có hình rồng nè mấy chị nè, trời ơi đầy đủ nha, thương hiệu rất là nhiều luôn mấy chị. Hình rồng nè, rồi bản lớn bản nhỏ đầy đủ luôn nha mấy chị yêu của em nha. Em mời mấy chị yêu em ghé tiệm nha. Rồi hình rồng bản nè mấy chị nè, bản mô hình chữ rồng nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn nè. Mẫu này em chưa có nhập ra tem luôn mấy chị yêu của em nha, mẫu này chưa nhập ra tem luôn. Đó mấy chị yêu là thích á thì mấy chị cứ chụp hình lại cho em nha. Một lắc này là khoảng tầm cỡ là một lượng bảy, gần hai lượng ba lượng cũng có nha mấy chị yêu của em nha. Đây lắc nam của em bên em rất là đầy đủ luôn nha mấy chị, bên em rất là đầy đủ luôn. Đây mấy chị yêu của em nè, hãy ghé tiệm em nha mấy chị yêu của em nha. Đấy về rất là nhiều luôn mấy chị nha, trong đó là em có về huyền huyền đen đúng không mấy chị, em có huyền đỏ đó nha. Đây huyền đỏ, huyền đỏ hình chữ phước mà mấy chị nè, huyền đỏ hình chữ phước nha. Rồi có chữ phước luôn mấy chị nè, huyền đen này quá trời xuất sắc luôn. Mấy anh chị mà muốn bản nhỏ hơn vẫn có bản nhỏ hơn cho mấy tình yêu của em nha. Đây có bản nhỏ hơn cho mấy tình yêu của em luôn, xuất sắc mấy chị. Rồi em về em đập hộp thêm một cái lô lắc này nữa nha. Lắc này là một cái loại lắc hàng đào bản thương hiệu, bản thương hiệu mẫu này là mẫu loại lắc lớn và mẫu loại lắc to nha mấy chị. Thương hiệu một màu và si hai màu cũng có. Đây là thương hiệu chữ trà nầu mấy chị nha, thương hiệu chữ trà nầu và chữ này là chữ tài lộc, chữ này là chữ tài lộc nha mấy chị nha. Chữ tài lộc và chữ này là si hai màu mấy chị nè. Trời ơi thương hiệu chữ củ chi đời to quá trời xuất sắc luôn mấy chị yêu của em ơi. Trời rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu của em nha, em mời mấy chị em ghé tiệm nha. Ơi xin chào mấy chị, đây em mấy chị ở xa nè nhớ ghé tiệm em nha, rất là nhiều luôn. Em về hơn khoảng tầm cỡ là 20 lắc nha mấy chị nha, đầy đủ các lắc luôn. Rồi tiếp tục nha, em đập hộp một lô này cho mấy chị xem nè, lô dây tiếp tục cho mấy chị yêu của em nha. Đây là một cái loại lô dây nam rất là đẹp luôn mấy chị, một loại lô dây nam trời ơi xuất sắc. Đúc đặc sự luôn mấy chị ơi, trời ơi chết rồi. Dây này em về rất là nhiều kiểu nha, dây ống rồng mấy chị nè, dây ống rồng đúc đặc nè. Dây này là có trọng lượng là 5 lượng 1 cần 5 lượng 2 nha. Dây ống rồng dòng bọng này mấy chị có tầm cỡ là 2 lượng thôi nha mấy chị yêu của em nha. Rồi dây vảy cá nha, đây dây vảy cá đúc đặc kiểu luôn mấy chị nè. Dây vảy cá luôn, cái này còn mình còn gọi là đây là loại dây khoan lọc đôi nha mấy chị nha. Dây khoan lọc đôi, dây này đúc đặc kiểu luôn. Dây này là 2 lượng hơn nha mấy chị nha, 2 lượng hơn gần 2 lượng 1. Ôi trời ơi dây hình ống rồng hình giọt nước luôn mấy chị nè, quá trời xuất sắc luôn. Rồi dây khoan lọc đúc đặc bên em nè mấy chị, trời ơi đẹp chưa mấy chị yêu ơi, nhớ cái tiệm em nha, xuất sắc luôn mấy chị. Rồi tiếp tục em đập hộp thêm cái lô nào ở đây, lô nhẫn nam mấy chị, lô nhẫn nam. Nhẫn nam thì em có dì hột trắng nè, nhẫn nam có dì hột trắng và dì hột màu đầy đủ cho mấy chị yêu của em luôn. Đây để em mở, ui trời ơi đây mấy chị, đó trời ơi xinh xỉu luôn mấy chị ơi. Mấy chị xem được cái video này cho em xin một cái lượt chia sẻ và là hình trái tim nha mấy chị yêu của em nha. Đây nhẫn nam em có dì vàng bồng và vàng đúc đặc, em về khoảng tầm cỡ là 1.5 tới 2 chỉ, 3 chỉ đầy đủ luôn nha mấy chị, đầy đủ các mẫu cho mấy anh nam của em luôn nè. Không hột có tấm cũng có nha mấy chị nha, hột sò nhân tàu, hột màu đầy đủ, có ít tấm hoặc là không hột bên em vẫn có đầy đủ cho mấy anh nam của em nha. Mẫu nào bên em cũng có đầy đủ hết nha, tất cả đều có luôn mấy chị nha. Đeo tài lộc chữ tiền cũng có luôn nha mấy chị. Nhẫn nam em về khoảng tầm cỡ là gần 100 chiếc nhẫn nam mấy chị nha, gần 100 chiếc nhẫn nam nha mấy chị nha, đầy đủ mẫu nha mấy chị. Đây gương, đây gương chùm tay đang đeo đây mấy chị. Đó mấy năm nha, đây mấy năm của em nha, nhớ ghé tiệm em nha. Rồi nhẫn nam em về đầy đủ luôn nha mấy, đây mấy chị của em nha, về rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục em đập hộp thêm một cái lô này nữa nha mấy chị yêu của em nha. Rồi giờ em sẽ đập hộp tiếp tục cho mấy chị nè. Đây là một cái lô dòng em bé mấy chị nha, đồ người lớn có thì sẽ có dòng đồ em bé nữa nha mấy chị, dòng em bé đầy đủ luôn mấy chị, trời ơi xuất sắc luôn. Dòng em bé dòng loại trơn này dòng tiểu nè mấy chị nè, dòng chuông đầy đủ luôn mấy chị. Đây trời ơi mấy chị đẹp chưa mấy chị, xuất sắc luôn mấy chị yêu của em ơi, trời ơi đẹp chưa mấy chị yêu của em. Dòng này có tầm cỡ là 5 phân 8 phân 1 chỉ cũng có nha mấy chị nha. Dòng lợi trơn, dòng lợi trơn bên em mấy chị nha. Em có về thêm một cái loại dòng trơn và một cái loại dòng xoắn mấy chị nha. Dòng trơn mấy chị nè, rồi một cái loại dòng xoắn cho mấy bé đeo kiểu ha. Em có một cái loại dòng chuông cho mấy bé đeo nè, đó nó lắc chơi nha. Dòng này đeo tay đeo chân vẫn được luôn nha mấy chị.
đeo tay đi cho mắng được luôn nha, bác sĩ yêu của em nha, rất là nhiều luôn nè. Đó, mấy chị yêu của em xinh lắm nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua cái mẫu này cho mấy chị xem nữa nè. Đây, một cái lô bịch dây bi. Một lô bịch dây bi này á là trời ơi, một màu ba màu đều có đầy đủ. Xin chào mấy chị. Có dây đu phụng này mấy chị yêu của em. Có dây đu phụng nữa nha. Trời ơi. Đó, mấy chị ghé tiệm em là không có mẫu nào mà bên em thiếu, mấy chị đầy đủ thêm mẫu luôn. Dây đu phụng hai dây si ba màu mấy chị nè, dây một màu cũng có luôn nha mấy chị nha, vì rất là nhiều luôn. Dây bi một màu, hai màu và ba màu đầy đủ trọng lượng, có tầm cỡ là một có tầm cỡ là hai chị mấy hoặc ba chị cũng có. Dây đu phụng cũng đầy đủ trọng lượng luôn nha mấy yêu của em, rất xuất sắc luôn. Đặc biệt em có về thêm một cái lô dây mảnh mảnh thanh mảnh cưng 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 xỉu cho mấy chị nha. Đây, đây là một cái loại lô dây, trời ơi nó rối tưng bừng trong này rồi. Nè chị, đây một cái lô dây 7 cá mấy chị nha, một cái lô dây 7 cá. 7 cá hồi trước em về có một lựa, hai lựa hơn, bây giờ là nó có về khoảng tầm cỡ là 5 chị mấy thôi nha. Có tầm cỡ là 5 chị rưỡi một dây thôi mấy chị, có tầm cỡ 5 chị rưỡi một dây thôi, quá trời đẹp luôn, một cái loại dây 7 cá nha mấy chị nha. Hàng này là hàng mới, này là em mời mấy chị yêu em ghé tiệm nha. Tiếp tục nha mấy chị nha, em có về thêm một cái lô dây. Bây giờ em đập hai cái lô dây nam nha. Đấy, em đập luôn một lô dây nam rất đặc rồi, giờ em đập thêm một cái lô dây nam này nữa nha mấy chị nha. Trời ơi nó xuất sắc luôn mấy chị. Đây là một cái loại dây nam nhận bệnh. Wow, mấy chị xinh, trời ơi xinh nha. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị yêu của em nè. Đây dây nam. Dây nam nhận bệnh bên em đây mấy chị yêu của em. Dây nam nhận bệnh của em đây mấy chị. Trời ơi nó đẹp. Dây gọi là loại dây chỉ công phúc nha mấy chị nha, có loại trơn và có loại chỉ công phúc và có loại chị loại ống rồng cho mấy chị yêu quen, là một lượng một dây mấy chị nha, một lượng mốt, một lượng hơn, một lượng mốt và một dây mấy chị, rất là đẹp luôn. Dạ không tầm có là 6 tấc cho mấy nam em đeo nha. Rồi đó, trời ơi trời, trời ơi chắc xỉu mấy chị. Trời cái này là xỉu trên ống vàng là có thật nha mấy chị. Một chỉ nha mấy chị nè, cũng là loại dây như này luôn, giờ chỉ công mấy chị nha, trơn ống rồng và khúc bút máy cũng có đầy đủ. Rồi em mời mấy chị yêu em ghé tiệm nha, mấy chị yêu của em nha, rất là đẹp mấy chị. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi, xỉu luôn trời mấy chị. Em còn đây mình còn đam mê. Rồi em đặt thêm một cái lô dây, trời ơi nữa dây nữa mấy chị. Rồi kiểu mấy chị nha, dây này loại là dây em bé mấy chị nè, dây em bé và dây nam cũng có luôn nha mấy chị, dây người lớn cũng có luôn nha. Dây này là một cái loại lô dây em bé, có loại dây chỉ cong nè, loại dây chỉ cong này, loại dây chỉ cong trơn này, loại dây xích này mấy chị nè, rồi loại dây chỉ cong khúc nữa mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Dây nam đây, đây là một cái loại dây em bé nha, nam nữ đều vẫn được luôn nha mấy chị nha. Em có về thêm một cái lô dây đây mấy chị, đây là một cái loại lô dây khoan lặt, đây là một cái loại lô dây khoan lặt nha, dành cho bé, dành cho mấy bé đeo này hoặc là mấy người lớn mình đeo vẫn được luôn nha mấy chị. Dây này là khoảng tầm cỡ là một chỉ hơn nha, một chỉ mốt và một chỉ rưỡi một dây nha mấy chị yêu của em nha. Rồi tiếp tục em đập thêm một cái lô dây này nữa mấy chị nè, đập hộ thêm nha. Một cái loại lô dây đúc đặc kẹo đầy đủ các mẫu luôn, mẫu bên em là bao la anh chị nghe, cứ ghé tiệm em đi, mẫu nào anh chị mà muốn là bên em có đầy đủ cho mấy chị yêu của em luôn nha, mấy chị yêu của em nha. Rồi anh chị nào mà đam mê là anh chị hãy nhớ tới tiệm vàng bên em nha mấy chị nha, bên em là có bán hàng 980 với lại vàng Ý Italy luôn nha mấy chị yêu của em. Rồi một cái sợi dây Hồng Kông mấy chị nha, một cái sợi dây Hồng Kông khúc mấy chị nè. Rồi một cái sợi dây hỏa tiễn cũng có nè mấy chị nè. Rồi xuất sắc chưa mấy chị. Dây này là dẹp khoảng tầm cỡ là 3 chỉ mấy gần 5 chỉ một dây mấy chị nha. Đầy đủ kiểu luôn mấy chị. Muốn kiểu nào cũng có, dây Hồng Kông, dây chỉ công, dây ống hỏa tiễn, dây bánh ú đều có đầy đủ luôn. Dài khoảng tầm cỡ 4 tấc rưỡi tới 6 tấc nha mấy chị yêu của em nha. Rồi một cái loại dây lô này, lô lớn trời ơi mấy chị ơi, lô lớn nha. Lô lớn mấy chị nè. Dây khoan lọc em về hơn 100 dây mấy chị nha. Dây khoan lọc móc máy đầy đủ, khoan lọc trơn mấy chị nè. Rồi khoan lọc thẻ N nha. Đó, khoan lọc móc máy bào nha mấy chị nha. Còn móc máy kim cương cũng có luôn. Rồi dây Hồng Kông, đây là một cái loại dây Hồng Kông nam mấy chị nè. Có ống rồng trơn, rồi có phát tài phát lọc nữa nha mấy chị yêu của em nha. Dây khoảng tầm cỡ là 1 lượng 2, gần 2 lượng, 3 lượng cũng có luôn nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chiều dài khoảng tầm cỡ là 4 tấc rưỡi tới 6 tấc luôn nha mấy chị yêu của em. Rồi tiếp tục nha, em có đập hộp thêm một cái lô lắc đây, một cái loại lô lắc. Trời. Đây mấy chị, một cái loại lô lắc ý, lô lắc hàng rào mấy chị nè, đầy đủ. Wow mấy chị ơi, trời ơi nó đẹp. Đây là một cái loại lô lắc hàng rào mấy chị nè, trời ơi nó đẹp chưa mấy chị.
lắc khoảng tầm cỡ là 5 chỉ mấy rồng, 1 lượng, 2 lượng nha mấy chị nha. Đầy đủ kiểu hình rồng, mình có chữ phát tài phát lộc luôn nè mấy chị nè. 5 chỉ mấy 3 chỉ cũng có đầy đủ luôn nha mấy chị yêu của em nha. 5 chỉ mấy 3 chỉ cũng đều có đầy đủ luôn, hình rồng nè mấy chị nè. Rồi hình rồng, trời ơi hình rồng quá trời hình rồng luôn nè mấy chị yêu của em nè. Hình rồng ha, hình thương hiệu nha, hình con đại bàng nha. Rồi có về thêm cái bản mo luôn mấy chị nè, có bản mo luôn nha mấy chị. Rất xuất sắc luôn, xuất sắc luôn mấy chị nha. Trời mẫu bên em là bao la luôn nha mấy chị. Này, từng mẫu là từng chi tiết rõ nét rất rất đẹp luôn mấy chị nè. Mấy chị yêu của em nè, muốn dòng bọn này là hãy về tiệm em mấy chị nha. Hãy đồ về đội của em nè mấy chị, rất là nhiều luôn mấy chị. Đây, về đội của em nha mấy em nha, mấy chị yêu của em nha. Có tầm cỡ là 3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng, 2 lượng cũng có luôn nha mấy chị nha. Loại dòng bọn nè mấy chị, xinh lắm. Đầy đủ các CN nha, từ niên 48 tới 16 mấy dành cho mấy nam đeo mấy nữ đeo vẫn được luôn nha mấy chị. Đây, đầy đủ mẫu. Trời, cho tay em nó nhỏ quá, em không có gian rộng bờ vai, không có gian rộng bờ cái bàn tay em ra được mấy chị ơi. Đây mấy chị, rất là đẹp luôn mấy chị yêu của em nè. Đó mấy chị sẽ ráng xin đỡ cái gì mấy chị yêu ghé tiệm em nha, để nhìn rõ mẫu hơn nha mấy chị yêu của em nha. Chắc chắn với chị luôn, một cái lô này em lên nha, anh chị ghé tiệm em nha. Trời ơi, quên lối đường về luôn nha mấy chị nha. Rồi tập hộ thêm một cái lô này cho mấy chị xem nè. Đây là một cái loại lô được tiền. Đây là một cái loại lô kiền và vừa có dòng cẩm thạch luôn nha. Dòng cẩm thạch em có một cái loại dòng mấy chị nè. Nha, cái này là xanh xanh ngọc mấy chị nha. Cẩm thạch sơn thủy, nó màu nó rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Màu đậm này nó vừa pha màu lợt rất là đẹp luôn. Rồi em có màu vàng luôn mấy chị nha, và màu huyết rồng, màu tím đầy đủ luôn nha mấy chị. Bên em là dòng cẩm thạch đầy đủ màu luôn, huyết rồng, cẩm thạch mấy chị nè, sơn thủy ha. Rồi màu tím nha mấy chị nha, màu tím thủy chung, và có dòng bốn mùa nha mấy chị nha, có dòng bốn mùa nữa mấy chị. Rồi một cái lô tiền, trời ơi trời mấy chị yêu của em nè, một cái lô kiền nè mấy chị nè. Kiền em về khoảng tầm cỡ là 100 cái nha mấy chị yêu của em. Về khoảng tầm cỡ là 100 cái là đầy đủ mẫu, khoảng tầm cỡ là một chỉ mấy mấy chị nè nha. Một cái loại dòng mà kiền mà kiểu như mút máy C2 màu, một màu như này nè, khoảng tầm cỡ là một chỉ mấy tới 2 lượng tới 1 lượng cũng có luôn nha mấy chị nha. 5 chỉ đều có luôn mấy chị nè, mút kiểu gì cũng có. Và đặc biệt cái mẫu kiền bên em là nó đều khắc thương hiệu hết luôn nha mấy chị. Muốn khắc thương hiệu cũng có nè mấy chị, muốn mút máy cũng có luôn nha mấy chị nha. Rồi em có gì thêm một cái loại kiền kiểu kiền bính nha mấy chị. Kiền bính khoảng tầm cỡ là 1 lượng tới 2 lượng một cái nha mấy chị nha. Rồi rất là đẹp luôn. Rồi đặc biệt em có về một cái kiền này cho mấy chị xem nè. Trời ơi, kiền bên em là bao la luôn nha mấy chị nha. Đặt hàng trên công ty mới về luôn nè mấy chị của em. Em có về là một cái loại kiền, hai cái kiền kiểu rất là đẹp. Đây là một cái loại kiền sỏ bi mấy chị nha, sỏ bi C 3 màu mấy chị nè, nó sang kẻ phương tám hột xoài nhân tạo rất là đẹp. Một cái kiền này là có trồng lượng là 1 lượng 3, 1 lượng 4 một cái nha mấy chị yêu của em nha. Rồi kiền bính nha mấy chị nè, kiền cứng, kiền dẻo gì bên em đều có đầy đủ luôn nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ ghé tiệm em nha. Đó, rất là xinh luôn mấy chị. Rồi để em còn đây mấy chị này, trời em đặt hộp không hết luôn mấy chị. Đây một cái lô dây nữa nha mấy chị nha, một cái lô dây nữa em đặt hộp cho mấy chị yêu em xem mẫu luôn nè mấy chị yêu của em. Đó, một cái lô dây. Lô dây thì đầy đủ mẫu bên em luôn, trời ơi khuyên lập nha mấy chị nha. Khuyên lập bất đợt kẹo nha, em có dần bọng nha mấy chị nha. Dần bọng mỗi phôn lượng lớn nó rất là lớn luôn mấy chị. Em đặc biệt em có về thêm mấy mẫu dây loại như 1kg, 2kg nha. Đó, cái phôn bản nó rất là to luôn nha mấy chị yêu của em nha. Dây về có nằm đó là 400 dây mấy chị nè, rất là đẹp. Có nằm gọi là một chỉ mấy, hai chỉ, ba chỉ đều có đầy đủ nha mấy chị. Muốn trồng lượng bao nhiêu bên em vẫn có đầy đủ cho mấy chị luôn, và tha hồ lựa chọn mẫu luôn nha mấy chị. Rồi em còn một cái lô nhẫn nam này, trời ơi cái nhẫn nam này mới nè, một lô nhẫn nam nha, đúc đặc kiệu. Một cái nhẫn này có tầm cỡ là 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ một nhẫn nha mấy chị yêu quen. Về rất là đẹp, đẹp xỉu luôn mấy chị. Nhẫn nam thì bên em bao la đầy đủ mẫu, dòng bọng, dòng đúc đặc gì để có đầy đủ nha. C2 màu, một màu, hột xoài nhân tạo. Bên em là điều bán là hột xoài nhân tạo hết luôn nha mấy chị nha, không phải là hột thường. Hột thường thì anh chị đeo, ví dụ đeo một thời gian thì nó sẽ bị bể này hoặc là nó sẽ bị mờ. Bên em là đeo hột xoài nhân tạo thì đeo sáng lắm mấy chị nha, đeo cực kỳ sáng chiếu luôn, đeo như hột thiệt đó mấy chị. Đây nhẫn nam em về rất là nhiều luôn mấy chị nè, em hết luôn lô nhẫn nam cho mấy chị xem. Nhẫn nam nè, y chang như cái mẫu như cái lô lần đầu mấy chị. Muốn có hột, muốn ít hột cũng có ít hột, không hột cũng có nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Một nhẫn có tầm cỡ là 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ nha mấy chị nha, đầy đủ các CN cho mấy anh nam của em. Rồi mấy anh nam ơi hãy ghé tìm em liền nha mấy anh nam nha. Rồi mấy chị. Rồi mấy chị nè. Rồi mấy chị nào thích cái mẫu sản phẩm này. Á trời ơi em còn một cái lô dòng bi nha mấy chị. Một cái lô dòng bi bính nha, đầy đủ hàng luôn. Em về khoảng tầm cỡ là một hàng tới mười mấy hàng cũng có luôn nha mấy chị. Em đang đeo không là đã 13 hàng rồi nè. Dòng bi bính, đây là một cái loại dòng dẻo mấy chị. Đây là một cái loại dòng dẻo mấy chị nha. Một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng đều có đầy đủ. Và đặc biệt là đầy đủ các seni cho mấy người yêu của em luôn nha. Một dòng là khoảng tầm cỡ là 2 chỉ. Ví dụ mà một hàng khoảng tầm cỡ là 2-3 chỉ thì mấy chị nhân đôi lên thôi nha mấy chị yêu của em nha. Rất là đẹp luôn.
Đó mấy chị nó tùy, nhưng mà nó tùy vào hàng thì mấy chị đeo ha, nó rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi mấy chị nè, rất là đẹp luôn nha, mấy chị nào thích thì mấy chị cứ alo cho em nha. Đặc biệt em có gì hơn 200 mặt mấy chị nha, mặt mini rồi mặt nhỏ quá trời đẹp lắm mấy chị. Mấy chị nhớ ghé tiệm em nha. Rồi mấy chị, trời ơi xinh, xinh lắm mấy chị. Mấy chị nè, em đọc lại địa chỉ bên em nha, 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh chị mà ở rất xa bên tiệm em thì bên em ngày nào cũng like hết, nên là anh chị hãy nhớ đón xem like nha. Vào lúc 9 giờ sáng thì bên em sẽ like ý, còn vào lúc là 6 giờ chiều là bên em là sẽ like vàng 18 mê cho mấy thân yêu em chốt nha. Với giá tiền công ưu đãi với lại tiền công siêu rẻ cho mấy chị luôn, giá vàng cực rẻ luôn nha mấy chị, nên là mấy chị nhớ đón xem like nha mấy chị nha. Mấy chị xem được cái video này cho xin một cái lượt chia sẻ là hình trái tim hoặc là một cái like nha mấy chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Rồi tới cuối like em xin chào và hẹn gặp lại mấy chị nha. Nhớ chụp hình lại giúp em nha mấy chị. Rồi em xin chào mấy chị nha.